Xin chào tất cả các bạn, Alan đã quay trở lại và nay Alan quay feedback của một chị thương sử dụng cao dán tóc tia sữa Alan tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé. Alan kéo nhanh xuống để chúng ta theo dõi này. Ngày mà đây chính là những feedback Alan quay thực tế video từ Zalo của khách hàng. Chứ bây giờ nhiều bạn tạo hình ảnh giả với lại tạo khách hàng giả quá, cho nên Alan quay để chúng ta thấy thực tế luôn nhé. Chị thương có nhắn tin này, chị rất cảm phục thảo dược của em, chị là dùng rất hiệu quả. Thực sự thì lúc này nhiều khách hàng quá, Anan cũng không có theo dõi được, bởi vì bên Anan có hai dòng, một là dòng thảo dược Anan và cao dán. Thì lúc này cũng sực nhớ ra là không biết là chị sử dụng thảo dược Anan là cao dán hay là sử dụng thuốc trị mụn và nám Anan. Thì chị nói là chị sử dụng cao dán này ha. Chị sẽ giới thiệu cho em. Rồi mình kéo nhanh xuống nhé. Tại vì khách hàng ở tỉnh Xuyên Mộc Bà Rịa Vũng Tàu rất là nhiều các chị sử dụng cao dán tóc tia sữa Anan, nên là mình có hỏi các bạn là ủa sao biết bên Anan, thì các bạn nói là được chị giới thiệu. Thì ra là chị thương này chị giới thiệu cho bên mình. Em thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn Anan cảm ơn chị thương rất là nhiều. Và các bạn và các mẹ ơi, những bạn nào và những mẹ nào đang bị tóc tia sữa, đang đau và đang sốt rất là nhiều, thì đây là một sự lựa chọn. Sử dụng cao dán tóc tia sữa Anan dán vào, thứ nhất là 1 đến 3 giờ đầu đã giảm đau và hạ sốt rồi. Từ lỗ nếu mà mới chớm dán 1 đến 2 ngày cục viêm tóc sẽ tan hết hoàn toàn ha. Còn nếu mà trường hợp cục nào sưng to quá thì chúng ta để tới khi nào khỏi mới tháo ra ha. Thì em sẽ làm những feedback tiếp theo để chúng ta tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.